Chào em nhé. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người dùng sử dụng ví Uniswap để thao tác min và mua bán NFT trên cái trang Uniswap.io này nhé. Thì nó là cái chuẩn BRC20 thì cũng mới xuất hiện gần đây, đó là token ở trên mạng Bitcoin. Thì mọi người có thể tìm hiểu một số tài liệu trên trang web sau nhé. Thì đây mọi người sẽ vào trang Uniswap.io này. Ví hỗ trợ, ví đầu tiên hỗ trợ chuẩn BRC20. Sau đó mọi người sẽ vào phần wallet này. Đây, sau đó thêm tải cái tiện ích này, extension vào Chrome hoặc trình duyệt Brave của mình chẳng hạn. Đấy. Mọi người thêm vào nhá. Hiện tại có hơn 30.000 người dùng rồi. Và nó chỉ hỗ trợ trên extension, chưa có trên app nhé. Tải giống như ví MetaMask, dùng khá đơn giản mà. Đây. Ok nhá. Đây mình đã có ví Uniswap rồi, mọi người cũng thiết lập 12 ký tự. Mọi người cũng thiết lập 12 ký tự và ấy nhá. Backup lại nhá. Ok. Sau khi đã có ví Uniswap thì chúng ta sẽ vào cái phần BRC20 này. BRC20 này, đấy. Mọi người có thể thấy đây là một số token đã được min ở trên cái Bitcoin này. Mà Bitcoin thì nó đây là có ngày destroy này, ngày tạo token và số lượng holder của token. Đây. Đấy, ngày 8 tháng 3 là ngày sớm nhất rồi. Đây là phần này là phần chợ nhá. Phần marketplace này mua bán các token BRC20. Cái mạng nó vẫn đang trong quá trình test nên nó hơi 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 lag ấy, không được mượt lắm. Thì đây mọi người có thấy các token đây. Đây theo volume từ lớn nhất xong là nhỏ dần nhá. Đây. Audi là volume lớn nhất này, Lat này, Pizza và PP. Mọi người thấy click vào đây để xem chi tiết. Đây là cái biến động 24 giờ gần đây. Con Audi này thì hiện tại giá đang là nó tính trên Satoshi nhé, Satoshi ở trên Bitcoin nhé, giống như trên ETH như thế, nó tính không không giống không, không mấy đấy. Đây thì Bitcoin tính Satoshi và một Bitcoin bằng 100 triệu Satoshi thì nó đang ví dụ 16.000 Satoshi, 16.500 Satoshi tương đương khoảng 4,82 đô này đấy. Đây lát các mọi người có rất nhiều sự lựa chọn khác nhau nhưng hiện tại hầu như là tăng khá mạnh nhiều nhá. Đấy, nếu mà không ấy thì mọi người cứ thao tác win thôi, còn này tìm hiểu xong. Còn để tham gia vào cái marketplace này thì mọi người yêu cầu phải có là Uniswap coin, thứ nhất là Uniswap coin tối thiểu là 20 Uniswap coin nhé. Và nếu không có Uniswap coin mọi người có thể hoặc là có 500 confirm, 500 confirm trên mạng Bitcoin đấy. Qua lượng giao dịch từ lâu nay ấy, mọi người giao dịch lâu sử dụng ví cũ ấy thì nó là có 500 giao xác nhận trên mạng Bitcoin này. Thì cái ví Uniswap này mọi người có thể qua đây này copy xong lên sàn Binance hoặc là sàn OKX rút về, mua BTC xong rút về đây thì nó chúng ta sẽ rút về mạng Bitcoin nhá. Thì nó có hỗ trợ một số mạng nhưng mà chúng ta sẽ rút về mạng Bitcoin. Nó chuẩn Segwit. Ok nhá. Thì để mình sẽ hướng dẫn mọi người để kiếm point này. Mình đây có 58 point nhé. Kiếm point thì mọi người sẽ cần phải vào phần BRC20 này và min cái token này. Mọi người có thể vào cái phần process này, in process này. Đấy nhá, nó có tất cả các token đã được min. Complete là những token đã được min 100% rồi. Đây. Min hết. 100% rồi, chúng ta không thể min nữa. Nếu muốn chúng ta chỉ lên chợ và mua bán thôi. Còn in process này thì nó đang có trong quá trình min thì nó sự phần trăm min đánh từ cao xuống thấp, càng xuống dưới thì phần trăm min được càng ít nhá. Thì nó có thông tin ngày destroy, thời gian này ngày 9 tháng 3 2023 đấy, sheet này thì nó chỉ có 4 ký tự thôi, tối đa là 4 ký tự thôi nhá. Tất cả token này hiện tại đang min được tổng cộng là 72%. Holder thì hiện tại có 944 người đang nắm giữ token SHIB này
và lượng giao dịch là hơn 30.000 nhá. Thì nó để mà tính điểm point thì chúng ta mỗi lần min thì được tính một điểm nhá. Mỗi lần min thành công được tính một điểm. Đây nó cũng vào kích vào chi tiết, nó có một số thông tin chi tiết đây này. Thì tổng supply của cái token seed này chỉ có 42 triệu 42.069 token. Thì tổng tổng lượng đã min là 30.000 và giới hạn một lần min là chỉ được một token thôi nhá. Đấy. Còn cái thông tin này thì ghi số thập phân này. Đi join bởi cái địa chỉ này, đấy, thời gian. Impression. Đấy. Bây giờ mình ví dụ mọi người mình sẽ min này. Ví dụ mình sẽ min tối, nó giới thiệu giờ giới hạn tối đa một lần min một thôi nhá. Ví dụ mình có thể min đây là một này, sheet một này, repeat min này, đó là số lần min lại, để chế độ để nó tự min lại hạn đấy. Mình để hai lần thì nó bấm like thì nó tự động min hai lần thì chúng ta sẽ được 2 point nhá. Đấy. Mọi người muốn lấy một phát 20 point thì bấm một phát kéo lên 20, bấm min thì khá chi phí mạng BTC khá tốn kém. Để mà check gas thì mọi người có thể vào trang mempool này để check khi nào gas thấp thấp giống như này, giống như 18 này là cũng thể min được rồi, nhưng lúc trước đây nó lên tới hơn 100. Đấy, hiện tại là có thể min được. Chúng ta có thể check gas như kiểu gas Ethereum ấy. Khi nó xuống khoảng mười mấy là chúng ta min được, chi phí nó sẽ rẻ hơn. Giống như 18 thì nó rơi vào khoảng 0.7 mấy đô này. Đấy. Ngoài cái chi phí min này thì chi phí trả cho cái phần trang ấy này, trang Uniswap này. Đây mình bấm next nhá, bấm min hai lần nhá. Mình sẽ min hai token đấy. Đây, token 1 và token 2 này. Thì nó tích đây là tích chỉ là min này, đấy. Thì em 1 mình sẽ bấm next. Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ chọn gas trả phí. Nếu mà bình thường thì 18 thôi, nhưng mà normal nếu chúng ta sẽ chọn gas 20 chẳng hạn đấy. Thì chi phí ước tính như này. Chi phí một cái token đó là 546 sát nhân 12. Đây thì bằng khoảng 0.32 đô. Còn phí network trên mạng BTC đó là khoảng 2 đô. Rồi phí survey khoảng 1 đô nữa. Và phí sai này thì nó là đây, nó là 0.49 kb này đấy. Sai cái này nếu úp hình ảnh ảnh nặng ấy thì nó sẽ tốn hơn, thì tổng cộng sẽ là khoảng 3 đô nhá. Mình sẽ bấm pay. Ok, bấm thanh toán với ví Unisat. Ở đây nó báo ví đi có lấy chỗ, mình sẽ đi loan lại để collect này. Đây nhá, cái vừa nãy mình đang min dở thì mình sẽ vào cái ETH. Đây này, đang pending này. Vào cái in speak. Mình sẽ vào pending này. Đây những cái trước mình min và bấm tiếp tục. Đây là trường hợp mình đang bị thoát ví. Còn mọi người nếu mà bấm mới đăng nhập ví xong thì mọi người có thể kích trực tiếp trên ví luôn được. Đấy. Sau đó bấm pay với wallet. Rồi bấm xin nhá. Min cho nó xác nhận, cho hệ thống xác nhận. Vừa nãy mình có 58 point đúng không? Đi kiểm tra xem. Check BTC, check Onet này. Đây nhá. Đảm bảo đã nhận thì đang được ghi lại. Hệ thống đang ghi xác nhận token đấy, đây đang xác nhận, hiện tại là một cái được rồi đấy.
Như vậy là mình đã min thành công, thì còn chờ trên xác nhận trên blockchain nữa là được. Ngoài cách min ở trên ấy, token BRC20 này, người đây là token người ta destroy. Ngoài ra thì mọi người có thể tự destroy token của mình chẳng hạn. Đây, click vào đây. Min này. Nếu không muốn min thì chúng ta có thể click vào destroy này. Đấy, đặt token ABC. Bốn ký tự chẳng hạn, đấy. Thì dối lượng tối đa này 20 triệu này. Và số lượng min đấy, cái này bấm next là được. Thế là thôi, mình cứ tự tạo token của riêng mình đấy. Ngoài ra đây nha, mình sẽ nốt lại nha để xem cái số point có tăng lên không nhá. Đấy, như vậy mình đã tăng 2 point qua lên 60 point nhá. Ok, cách tiếp theo chúng ta có bảng expression speed và min một cái file hình ảnh chẳng hạn đấy, click vào đây, click vào upload hình ảnh lên, sau đó bấm min thì cái phần hình ảnh nó hỗ trợ này các định dạng file là GP, web, PL, GIF này, TXT, PMP3, MP4 và hơn. Nói chung là cái định dạng file càng tốn nặng thì nó càng tốn kém chi phí cho mình thôi. Mình không min cái này nhá. Sát, phần sát này thì mọi người có thể đặt một cái tên và chấm sát để min. Ví dụ ví tôi chấm sát nhé. Đấy. Đây đuôi chấm sát này. Nhập dưới bấm next. Ok, bấm next nhá. Đây thì nó tính toán là 0.41 KB này. Bây giờ chọn min. Chi phí hết 1,4 đô. À, mình bấm min nhé. Ok. Quay. Xác nhận, chờ xác nhận. Đấy, như vậy là mình đã min xong. Đấy, như vậy là đã tăng lên thêm một điểm nữa. Thì mọi người cái tách chẳng hạn đấy. Hoặc BRC20. BRC20 có chúng ta tạo token đấy. Hoặc là chấm đuôi chấm Unisat. Unisat thì nó cũng giống chấm sát này nhá, cũng như nhau thôi. Tách thì gõ một bừa từ đấy, bấm lấy đấy, 0.12 KB. Chi phí cũng 1 đô nhá, bấm pay. Ok nha, pay cũng chờ. Thì đây là những cái điều thao tác để dành cho chúng ta cày poi trên cái ví Unisat này nhá. Ok, như vậy thành công nha. Ngoài ra mọi người có thể kéo xuống phần dưới để xem cái lịch sử min của mình đấy. Mình min khá nhiều, min từ mùng 2 năm, mùng 5. Bây giờ mình sẽ lót lại xem số poi Unisat có tăng lên không. Đấy, lên 62 nhá. Ok. Bây giờ là cái phần marketplace này. Sau khi đó cũng đủ 20 point chúng ta có thể truy cập được vào marketplace để mua bán. Chúng hiện tại cái chợ này nó mới nên nó vẫn còn chưa ấy được, nó quá tải, mấy hôm nay dòng người vào khá đông nên là nó đang bị quá tải nhá. Nát lắm. Nó đang đây là ban đang trong quá trình test và chưa mở cho đại trà. Nếu mở đại trà thì sẽ không yêu cầu point nữa. Đấy. Nếu mở cho đại trà tất cả người dùng sẽ không yêu cầu POI, mà đây là test thì cái yêu cầu nó trước đây là cần đây này, nó lại trước yêu cầu OG này, đầu tiên nó cần 200 sát POI, sau này giảm xuống 50 và bây giờ còn giảm xuống còn 20. Đấy, mình đã đủ điều kiện này đang ăn nốc đấy nhá. Đây ở đây thì nó sợ này nó sẽ bán token theo các gói, ví dụ 200 con, 100 con hoặc là 50 con đấy, hoặc là 500 đấy, nó bán các gói thì mọi người chỉ mua theo những gói thôi chứ không mua lẻ được, chứ không muốn nhập số lượng vào mua đây. Thì cái phần này là phần nít thì mình có thể mọi người có thể đặt giá từ thấp đến cao đấy, hoặc từ cao đến thấp này. Audi, ngoài Audi mọi người có thể kích vào đây tìm kiếm mà rất nhiều loại token khác nhé. Lát này thì cái cột volume BTC 24 giờ thì 39 BTC,
Ngoài ra có các token khác bên dưới này, khá nhiều nhá. Cái này min tựa nưa chả biết đâu một lần đâu. Mỗi con Audi là con đầu tiên nên là formal nhất. Đây, cái tab bên này đó là cái tab order lịch sử. Đây nhá, cái lịch sử cái nít này, nít lên hoặc là bán này, khớp lệnh hoặc là hủy, hủy lệnh đấy. Thì cái my order là cái lượng giao dịch của mình đây. Đấy nhá, ví dụ mọi người muốn mua chẳng hạn thì tùy mua gói bao nhiêu chẳng hạn, bấm kích mua và thanh toán confirm ở trên ví Uniswap thôi đấy. Sau khi mua thì nó sẽ về ví. Đây, chúng ta sẽ sang cái phần BRC20 này thì nó sẽ có cái token ví đây. Một số cái mình min, một số cái mình mua như con nát này, cái thứ là mua nhé. Sau khi đã mua về thì trên blockchain chúng ta sẽ mua, sau khi mua chúng ta cần phải chờ xác nhận trên blockchain. Thì là cái giao dịch của mình mua về ấy, nó phải có xác nhận thì nó mới về cái ví này nhá. Đây của mình là đã xác nhận hết rồi. Nếu mà nó đang mua rồi ấy, mà blockchain chưa xác nhận thì nó sẽ có unconfirm ở trên này, hiển thị chữ unconfirm mà chúng ta sẽ không thể di chuyển và bán token ấy được. Đây là một số cái ok nhá. Để bán token thì mọi người sẽ vào cái phần my asset này, click vào đây. Nếu muốn nít token nào hạn, ví dụ mình muốn nít con Audi này, bấm nít nhé. Chung hiện tại thì nó đang bảo trì cái marketplace này nhé, nên mình sẽ không không thể bán được token. Tiếp theo cái trang thứ hai đó là trang On the Wall Street. Mọi người có lấy ý đây nhé. Trang này chúng ta có thể theo dõi giao dịch của mình. Đây, giao dịch rồi. Đây là các giao dịch vừa min các LFT đấy. Thì nó vẫn đang trong quá trình pending nhé. Pending con này chưa được xác nhận, ví dụ mình kích vào một cái để kiểm tra nhé. Đấy thì giao dịch của mình này, hiện tại 19 phút trước thì thì phí khoảng 17 sát trên 1 VB này, thì hiện tại phí trung bình nó khoảng 18 đây gần đây. Thì là cái giao dịch của mình đang ở trong block này, nếu mà sẽ có nhiều người mà trả phí cao hơn ấy, thì mình giao dịch của mình sẽ để block sau nữa, ai trả phí cao hơn sẽ được thực hiện trước nhé. Hiện tại là nếu xong block này mà không ngắt, không có gì đột biến là mình sẽ được confirm đấy. Đấy, hiện tại là bị đẩy sang cái block sau rồi này, thì phải chờ tiếp. Thì là cứ mỗi trung bình là một block của Bitcoin đó là khoảng 10 phút nhé, 11 phút. Thì cái trang Ordinal Street này mọi người có thể theo dõi cái token BRC20 này. Đấy, giống như trang CoinMarketCap đấy, cũng thống kê rồi thay đổi trong 7 ngày volume và supply market cap PP này, ngoài ra cái ESPY mọi người có thể cũng min token ở đây, tech này đấy, gõ vào đây thằng min bằng BRC20, nó tương tự như trang Unisat nhé, tương tự như trang Unisat file này, nhưng mà chúng ta min trên Unisat thì chúng ta sẽ nhận được Unisat point đấy, cái collection này. Collection nữa là cái bộ sưu tập LFT sắp 100k, đó là cái đây inscription nó từ 0 đến 9999 inscription sau nhé, mới được min thì người ta họ đang mới min, đang min con sheet này, thì nó thống kê tất cả cái inscription càng nhỏ thì nó càng có giá trị nhá. Những cái này là to rồi, những cái này trên 3 triệu rồi, 3 triệu 7 rồi. Những cái tức expression nhỏ nhỏ càng bé thì sẽ càng có giá trị đấy. Activity đây là các hoạt động trên chợ này, mua bán này, mua bán các bách là t vừa diễn ra xong. Những expression càng nhỏ thì càng giá trị, thì ví dụ cái ví dụ dưới 100.000 nó là cũng là nhỏ rồi. Thì mọi người thêm vào phần ví này,
chỉ kiểm tra xem cái giao dịch đây là cái giao dịch đây là cái tài sản của mình nhá. Ok, kiểm tra tài sản của mình này. Đây là cái impression mình đã min. Đấy, mình sẽ min con IO này. IO đấy. Con IO. Ngon, hoặc là Audi. Con Audi này là mình mua min qua XTA này, đấy. Wallet history này, đấy, mình vừa bảo rồi. Mọi người thể kiểm tra xem giao dịch của mình đã được confirm hay chưa thì vào đây. Ok. Cái trang mempool này, chấm space này mọi người theo dõi gap để có hướng giao dịch hợp lý hơn. Khi nào gap thấp thì chúng ta sẽ bấm tiến hành transfer để giao dịch hoặc mua bán thời điểm này. Hoặc là min, nếu tốt nhất là min. Trang tiếp theo đó là trang ord space.org, ở đây cũng giống như coi bằng kích cáp, truy cứu các thông tin giống như này, giá này, 24 giờ. Đây. Đây, số lượng holder token này, hiện tại số lượng holder vẫn ít nhé. Con Audi này tổng cộng 21 triệu, mà hiện tại holder mới có tầm 4.880. Đây còn có holder nhiều nhất, còn nhưng mà dưới ít hơn. Thì thị trường cũng vẫn đang khá tiềm năng, không biết có bùng nổ không. Collector này, Collector thì nó là cái bộ sưu tập NFT. Các bộ NFT AP on Bitcoin này. Đấy. Thì giá thấp nhất là 0.12 BTC, cũng khá chát những cái này. Mình không dám chơi mấy thằng này. Đây là những cái trang cần thiết. Ngoài ra thì mọi người có thể vào trang đây, vào phần tiện ích này, người ta có thể mua bán ở trên cái Magic Eden ở trang Magic Eden này thì cũng khá nổi tiếng, nó hỗ trợ trên Solana và Ethereum nhé. Collect vào trên này nó có các cũng bán các bộ sưu tập NFT như Bitcoin Pop này, Bitcoin Visa, Bitcoin Fork, nói chung là mọi người có thể tự ấy cho mình. Ngoài ra nó có các phần outpad để cho min các NFT, min trong wallet hoặc public này, có thể tìm hiểu thêm sau.